mình giới thiệu với các bạn các loại lăn cung cầu lớn đơn này, thì cái tròn tròn như này này, trong diện trần gọi là cầu các bạn nhé. Cái này gọi là lăn cầu gai lớn đơn, nó chỉ có một quả thôi. Đấy. Và đây là lăn cầu đinh lớn, tức là đây là lớn nhất rồi, nó chỉ có đơn thôi. Đó. Thế quả lăn cầu gai lớn này thì hai cái này đều có kích cỡ là khoảng 18 cm và trọng lượng nó khoảng 94 g. Chất liệu nó bằng nhựa cao cấp và inox. Đó. Thì cái cây dụng cụ lăn cầu gai lớn này nó có tác dụng là lăn trên các vùng huyệt trên vùng mặt, tay và chân, lăn trên vùng cổ giúp chữa vẹo cổ này, lăn trên cột sống chữa thoái hóa cột sống cổ, có tính dương và làm ấm. Thì các bạn cứ lăn hai bên cột sống cổ như này. Đó. Các bạn chú ý là lăn hai bên cột sống nhé. Thì cái dụng cụ này rất hay, khi mà mình lăn hai bên cột sống nó sẽ giúp cho cái cột sống cổ của chúng ta ấy, và cột sống lưng ấy, nó thẳng. À, nó thẳng. Các bạn cũng chỉ cần lăn nhẹ nhàng, không cần phải ấn mạnh quá, thì cứ để cho bệnh nhân nằm xuống xong chúng ta lăn dọc hai bên cột sống là được, lăn nhẹ nhàng. Các bạn lăn độ khoảng 30 đến 50 lượt. Sau đó các bạn đổi sang vị trí khác, một ngày các bạn làm 3 đến 5 lần như vậy. Các bạn cứ cầm lăn nhẹ nhàng thôi, cho bệnh nhân nằm xuống và lăn hai bên cột sống như này. Đó. Thì các bạn có thể sử dụng cả cái đinh này nữa. Thì cái lăn cầu đinh đơn lớn này có tác dụng là gì? Lăn trên lưng, bụng, đùi và dọc hai bên cột sống, có tác dụng giải tỏa ứ đọng cho máu tụ khí gây đau nhức, có tác dụng làm mát, có tính âm hút nhiệt. Thì những người huyết áp cao thì mình dùng dụng cụ này, huyết áp thấp thì mình dùng dụng cụ này, những người đang nóng thì mình dùng dụng cụ này. Còn nếu mà người ta không nóng, không huyết áp cao, người bình thường ấy, thì mình sẽ dùng cái lăn đinh này lăn trước. Ví dụ đau cổ vai gáy thì mình sẽ lăn đinh, lăn khắp cái vùng cổ vai gáy hai bên, xong dọc hai bên cột sống cổ, xong dọc hai bên cột sống lưng, xong rồi mình sẽ dùng đến cái cây lăn cầu gai lớn này. Đó, mình kết hợp hai cái dụng cụ này với nhau. Thì khi mà mình chữa liên quan đến cột sống thì không thể thiếu được bằng hai cái dụng cụ này.